Hello, chào mừng các bạn trở lại với channel của mình. Thì hôm nay trước mặt các bạn đây là chiếc Acura TLX 2018. Hôm nay mình sẽ review chiếc này cho các bạn coi. Đây là chiếc xe mình mới vừa mua cho vợ mình ha. Đây là chiếc U-Car. Đó. Chiếc xe này là xe cũ ha. Mình 2018 thì chiếc xe này đã sử dụng được 2 năm và nó chạy được 33.000 mai rồi. Đó. Giá chiếc xe này mình mua ở dealer là cọ ra cửa thế má này kia luôn á là 31.000 ha. Đó. Chiếc xe này nếu mà mua mới đầu tiên của nó là tới 41.000 lận. Mình mua xe cũ này mình giảm được 10.000 á. Tại vì nó có rất là nhiều option. Lát nữa mình sẽ đi vô trong xe giới thiệu cho các bạn tất cả các option trên chiếc xe này luôn. Đó. Tiên các bạn sẽ thấy cái mặt ga lăng của nó rất là mới ha. Thì những chiếc xe Acura từ năm 2018 trở đi thì cái mặt ga lăng nó thay đổi thiết kế ha. Cái phần logo này nó làm rất là to nè. Đó. 2017 thì vẫn là cũ nhưng mà 2018 trở đi thì nó đã mới rồi. Mình rất là thích cái kiểu mặt ga lăng này ha, nhìn nó rất là hiện đại. Trẻ trung hiện đại. Tiếp theo là cái phần đèn LED ha, thì nó gồm có 5 cái LED. Đó. Mình thấy cái phần đèn LED này rất là đẹp ha, gồm có 5 bóng LED. Đó. Nhìn rất là đẹp. Với lại cái đèn định vị ban ngày nè, màu vàng nó chạy dọc theo cái này. Để mình mở lên cho các bạn coi nha. Đó. Phần đèn này mình rất là thích cái phần đèn này, nhìn nó rất là đẹp ha. Nhìn nó trẻ. Hai cái bóng này nếu mà mình bật chiếu xa thì nó mới sáng lên ha. Bật đèn chiếu xa thì nó sẽ sáng lên. Còn bình thường nó chỉ cháy ba bóng thôi. Đó, mình rất là thích cái thiết kế này ha. Thiết kế này cái hút gió của nó nè, nhìn rất là đẹp. Hai bên nó rất là cân xứng, nhìn chiếc xe tổng thể chiếc xe nhìn rất là ngầu luôn á. Đó. Đó. Rất là đẹp. Cái hút gió. Ok, bây giờ mình sẽ mở cái động cơ này lên cho các bạn coi ha. Đây là động cơ 6 máy. Động cơ 6 máy 290 horsepower. Đó. Hộp số 9 cấp. Bây giờ mình sẽ mở lên cho các bạn coi. Đó. Mặc dù chiếc xe này đã sử dụng được 2 năm nhưng mà mình thấy cái phần động cơ nó rất là sạch đẹp luôn á, mới tinh luôn. Rất là mới ha. Cái này động cơ 6 máy 290 horsepower. Hộp số 9 cấp. Đó. Cái động cơ rất mới luôn. Rồi. Rồi bây giờ mình sẽ đi tiếp theo là cái phần thân xe ha. Đó. Chiếc xe này thân xe nó rất là dài luôn các bạn. Cái bánh mâm nó là cái này bánh mâm căn bản nó là 17 inch, cái này là có option, cái bánh mâm nó 18 inch ha. Mâm xe 18 inch. Đó. Cái phần viền này cũng là option nữa nè. Đó. Viền này là option luôn. Với lại cửa thì nó có mở bằng 4 cửa luôn nha. Nó có cảm ứng mở cửa bằng 4 cửa, không cần chìa khóa. Chỉ cần chạm tay vô là mở được. Đó.
tiếp theo đây là phần đuôi xe ha. Đó. Phần đuôi xe này nếu mà xe bình thường á thì nó sẽ không có hai cái bô vậy. Cái này là mình phải mua option thêm thì nó mới có hai cái bô này. Đó. Nhìn rất là đẹp, thể thao. Mở cái trần xe cho các bạn coi nha. Cái trần xe này rất là rộng rãi luôn á. Đó. Rất là rộng luôn. Với lại mình có thể đóng được cái hàng ghế ở phía sau lại để nó thành nguyên cái mặt phẳng, để mình có thể khi mà mình chở đồ gì á thì mình đóng cái hai cái ghế ở này xuống thì mình để vô luôn ở trong xe luôn cho nó dài hơn. Ở đây nó có thêm một cái hộp để mình để đồ ha. Đó. Lại bên đây nữa là nó có cái đồ bơm xe. Đồ bơm xe cho mình có, nếu mà mình bị mềm bánh hay gì đó thì mình sử dụng. Nè. Đây là cái đồ bơm xe. Rồi. Bây giờ mình sẽ đi vô trong coi những nó chiếc xe này có những option gì nha. Đầu tiên là cái nó có bốn cái mở cửa không cần key, không cần chìa khóa, mình chỉ đút tay vô đây là mình mở được ha. Đây là mình bấm nút này là mình khóa. Bánh trước bánh sau luôn. Ủa cửa trước cửa sau luôn. Đó. Phần ghế này là ghế chỉnh điện hơn luôn nha các bạn. Đó, chỉnh điện. Và nó có đặc biệt nó có chỉnh thêm cái phần ghế phía trước này nữa nè. Để mình để cho nó đỡ mỏi chân á. Ok, mình sẽ giới thiệu các cái option trên cái xe này cho các bạn biết ha. Đầu tiên là cái đây là cái vô lăng của chiếc Acura TLX ha. Thì trên cái vô lăng này nó có rất là nhiều các cái nút điều khiển. Đó. Và nó có hai tính năng rất là hay, đó là tự thắng, giữ khoảng cách. Với lại nó chạy theo cái lane. Thì mình thí dụ như mình set 60 thì nó sẽ giữ khoảng cách 60 với xe trước, nó sẽ chạy 60 và giữ khoảng cách với xe trước và nó chạy theo lane. Thì để mình sẽ thử cái tính năng này khi mà mình chạy ra đường cho các bạn coi luôn. Đó. Nói chung là trên cái vô lăng nó có rất là nhiều các cái tính năng để mình có thể kết nối được với cái xe, rất là hay. Đó, đây là có volume nè. Ở đây thì mình có thể kết nối với lại radio. Đó. Điện thoại luôn, nghe điện thoại ở đây. Đó. Tiếp theo bên đây thì mình có navigation, là cái map của trên chiếc xe ha. Ngoài ra thì nó còn có thêm một cái nữa là map phone, tức nghĩa là mình sẽ kết nối với lại cái phone mình để mình search cái địa chỉ thì nó sẽ tự động hiện lên trên cái màn hình này. Ở đây thì nó có hai màn hình ha. Màn hình này là không có cảm ứng. Màn hình này là màn hình hiển thị không có cảm ứng. Màn hình ở đây thì là màn hình có cảm ứng ha. Đó. Mình có thể điều khiển ở đây nó gần hơn. Còn ở đây nó chỉ hiển thị cái bản đồ thông tin này kia thôi. Đó. Đây là màn hình cảm ứng. Ở đây nó có cái núm điều khiển để mình có thể điều khiển được màn hình ở phía trên này ha. Mình phía sau nè. Đó. Ở đây tiếp theo mình sẽ nói về cái cần điều khiển ha. Với các phiên bản bình thường á thì nó vẫn còn cái cần số ha. Với phiên bản này là cũng nâng cấp về cho cái này thì nó không còn cần số nữa. Nó chỉ còn các nút bấm ha. Nó giống như là parking nè, gear nè, normal nè, chạy nè. Rồi ở đây mình có các chế độ lái ha. Chế độ lái như chế độ lái bình thường, chế độ lái sport hay là chế độ lái eco. Đó. Ở đây có thắng tay điện tử ha. Đó. Mình rất là thích cái phần ốp gỗ ở đây. Thì nó ốp gỗ ở đây thì mình nếu mà màu đen á, nếu mà nó làm bằng nhựa màu đen á thì mình xài rất là dễ trầy. Nhưng mà nó ốp gỗ vậy mình rất là thích cái kiểu này. Nó sẽ rất là lâu, nó rất là mới, nó còn mới hoài luôn. Đó. Với lại nó sẽ ốp lên ở bên trên này luôn. Đó. Nhìn rất là đẹp. Với lại bên hông cửa nữa. Đó. Bên hông cửa cũng có luôn. Đó. Nó matching rất là đẹp ha.
Rồi. À, tiếp theo là mình rất là thích cái phần kính chiếu hậu này ha. Nó không có đường viền và lại nó có chống chói luôn, làm cho mình rất là dễ chịu. Nhìn nó kiểu nó rất là trẻ trung. Nó có thêm một cái phần option đó là cái cảnh báo điểm mù ha. Thì nó nằm ở phía bên bên trong của xe nè, cảnh báo điểm mù. Nó phải nằm ngoài gương mà nó thiết kế ở trong luôn đó. Bên đây cũng có cái góc góc phim đó. Ở đây mình sẽ quay cho rõ hơn nè. Đó, nó có cảnh báo điểm mù. À, phần ghế da trên chiếc xe này là cũng là option nha các bạn. Nó phải là dạng thường. Bình thường basic thì nó không có đường viền, nó không có đẹp đẹp như vậy ha. Với lại hai ghế phía trước thì nó có sửa ghế với lại làm là lạnh luôn. Đó. Với lại điều khiển bằng điện hết nha. Chỉnh ghế bằng điện luôn. Đó. Phần ghế da này rất là im luôn á, rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ đi ra hàng ghế sau cho các bạn coi chiếc xe này rất là rộng nha. Bây giờ mình sẽ đầu tiên mình sẽ chỉnh cái ghế của mình vừa cái vô lăng này trước. Ok, mình sẽ đi ra phần ghế sau nha. Đây. Đó. Mình ngồi mình thấy rất là rộng rãi luôn á, rất là dễ chịu luôn. Đó. Mình còn khoảng một khúc vậy luôn nè, rất là xa luôn đó. Mình cao 1m8 nha mấy bạn, mà ngồi vô xe này vẫn ok, rất là rộng rãi, phần sau xe rất là rộng luôn đó. Ở đây thì nó cũng có điều hòa ha, hai bên đó, điều hòa máy lạnh máy sưởi. Đây đó. Ở đây thì nó cũng có để hai cái cốc, chỗ để hai cái cốc thôi. Mà mình thích, rất thích cái phần ghế da này ha, nhìn nó rất là đẹp. Đây là option nên cái phần da nó làm rất là đẹp, mà có đường viền này kia. Bây giờ mình sẽ chạy vài vòng khu vực quanh đây cho các bạn coi nha, tại thấy quanh đây cái cảnh rất là đẹp nè. Video tiếp theo thì mình sẽ quay chi tiết cụ thể về cái tính năng tự thắng, giữ khoảng cách và chạy theo lên trên chiếc xe này cho các bạn coi. Nếu mà các bạn thấy video này hay thì nhớ like, share, subscribe ủng hộ mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Bye bye.